Chào mấy anh nha. Sáng nay tiếp tục làm video về sơn cái mũi giá hàng rào nha mấy anh. Bữa nay hướng dẫn với mấy anh cái cách này sơn còn nhanh hơn nữa nè. Thì bữa có mấy anh coi clip kia không hiểu. Thì clip kia là có nghĩa là ví dụ anh là thợ sơn. Ví dụ xưởng nó mướn anh về đi, anh em xưởng kêu anh về. Họ bắt cái sẵn mũi giáo vô cái hàng rào đó, rồi mấy anh phải sơn bằng cách đó. Còn cái chuyện mà để ra ngoài này sơn thì ai cũng biết rồi. Thì bữa nay giờ em mua 4 máy mũi giáo nè. Thì bữa nay chỉ cho mấy anh cách sơn siêu nhanh luôn. Anh em nào chưa biết thì coi. Thì bây giờ em chuẩn bị 4 máy mũi giáo nè, sơn nhũ vàng nè, sơn nhũ đó mấy anh em. Sơn xong thì bắn lên sao ha. Thì sơn xong bắn lên sao, có anh kia kêu lấy cây chọt vô. Không rồi xịt á thì nó bay, nó dễ mà, cái đó thì ai cũng biết hết á. Rồi cái tay chọt vô, cầm vịn lại thì ai cũng biết hết á. Rồi anh em làm cách mới. Cái cách này ít anh em biết nè, với lại nhanh nữa. Nó nhanh lắm. Còn anh nào bữa kêu sơn một tiếng được 100 cái để mà lấy cái cây nhỏ chọt vô rồi sơn á, thì quay clip lên cho em coi. Còn cách này em làm một tiếng hơn 100 cái luôn á. Thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị ha. Thì ở đây là nhũ vàng nè, rồi mũi giáo nè, đó anh em ấy biết rồi. Thì cái này có đặc biệt nè, đây là cục 500 nè, cục 500 trong mấy cái lo mấy anh đó, cục 500 để tí nữa làm ha. Thì đó em chuẩn bị miếng tôn nè, bây giờ mình xếp 500 ở dưới xong mình gắn mũi giáo lên trên mình xịt. Ok, để kêu Kỳ ra xếp ha. Rồi tí nữa tính thời gian ha anh em ha. Rồi đó, giờ xếp 500 vô anh em ha. Xếp 500 dưới đó. Cục nào nó ấy quá thì kê lên. Mấy anh lên mạng á, mấy anh Shopee á, bữa em có thấy cho nó có bán 500 vuông á, thổi vuông á, dài 14 cm, ngang 5 cm. Thì mấy anh chơi cây dài để mấy anh là sơn được nhiều. Còn này em tận dụng, em đi ra mấy vựa ve chai đó, với chỗ mấy cái chỗ sửa điện tử lo nữa, em xin mấy cục 500 này nè. Qua hỏi 500 đó rồi mấy chị ve chai sửa điện tử ấy. Đúng rồi, hôm qua em ra ve chai mà hết rồi. Mấy anh kiếm cục bự hơn cho nó hít dữ hơn, làm được nhanh hơn. Bây giờ em kiếm được có mấy cục à, nhỏ không à. Kiếm cục bự á, cục ngày xưa mà cái lo ngày xưa bự chà bá đó. Cục đó thì hít được nhiều, thì mấy anh đặt vô mấy anh đặt được nhiều mũi giáo, sơn nhanh hơn nữa. Mấy cục rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cục đây 10 luôn, lần 10 phát luôn. Rồi đó, xếp 500 lên rồi gắn mũi giáo lên mấy anh. Gắn thì nó hít vô mấy anh, thổi thì nó không bay. Một lần mấy anh sơn được cả chục cái, 20 cái. Nếu càng nhiều 500 thì sơn càng nhanh, càng nhiều thôi. Chỗ nào nó xa quá thì lấy cục đá kê cục 500 lên sát vô kìa. Đó, xếp lên vậy thôi anh em, rồi mình thổi thôi. Nó quá nhanh, quá đơn giản luôn. Thì tí tính thời gian ha. Rồi mấy anh xếp lên cục 500 á nha. Thì giờ sơn nha mấy anh, thì 3 phút rồi. Mấy anh canh theo video của em á. Video là 3 phút rồi. Sơn kỳ, câu vợ tao 10 giây mày. 3 phút rồi nha anh em. Giờ là 3 phút mười mấy giây rồi đó. Đó, mấy anh sơn vậy nó nhanh nữa. Mình sơn xong 10 cái mình gỡ ra, mình gắn thêm 10 cái mình sơn thôi, bao nhanh luôn. Nhanh hơn anh nào nói cầm từng cái mà một tiếng mà sơn được 100 cái mới lạ. Sơn kiểu này mới bao nhanh nè. Thì nói chung là video này để chia sẻ cho anh em nào muốn sơn rời á mà chưa bắn lên á thì biết cách sơn. Biết cách sơn rời nó nhanh. Còn có một số cách nữa, ví dụ như cái clip trước á, là ví dụ như Kỳ nó đi nhận hàng rào đi, bữa nó nhận hàng rào kia. Thứ nhất là hàng rào mới, hàng rào cũ với sơn lại. Với lại ví dụ người ta bắt cái chóp vô đi. Bắt chóp sẵn á, hàng rào cũ người ta bắt chóp sẵn thì mấy anh sơn sao? Chẳng lẽ mấy anh tháo xuống mấy anh sơn. Đúng không? Còn nếu mà hàng rào mới thì nếu mà anh nhận xưởng anh kêu để dưới sơn cũng được thì mấy anh bắn sao? Còn lỡ ví dụ như xưởng nó bắn sẵn đi. Rồi kêu mấy anh tới nhận sơn rồi sao? Mấy anh cũng phải xài cách kia thôi. Đó này em chia sẻ cách này cho anh em nào mà muốn sơn rời nè. Nãy giờ mới có 1 phút 15 giây à. Thì cũng đi 2 bát bình thường nha anh em. Thì nếu mà 10 cái này nó tầm khoảng rơi vào khoảng 3 phút. 3 phút thì 30 phút là được 30 phút được nhiêu? 100 cái hả? Cũng nhiều quá nha. 30 phút là được 100 cái rồi. Nếu mà trừ hao này kia luôn 1 tiếng chắc được cũng được 100 mấy cái á mấy anh. Đó giờ Kỳ đi bát 2 nè. Thì quay 10 cái là mấy anh canh ra được rồi. Nhưng mà sơn hết 43 cái này luôn để coi bao nhiêu phút. Cái này siêu nhanh luôn á mấy anh.
mấy anh kiếm càng nhiều 500 thì mấy anh làm càng nhiều được cái dĩ này. 500 thì mấy anh ra mấy tiệm sửa lo nha, sửa lo đó mấy anh xin cái này người ta dục không à, hoặc là ra mấy cái vừa ve chai mấy anh, mấy anh mua rẻ lại. Còn mấy anh muốn đầu tư nữa, mấy anh lên trên Shopee ấy, có mấy cái shop họ bán 500 màu đen vĩnh cửu á, mà họ bán cái thỏi á, mấy anh mua cái thỏi về làm cho nhanh. Ngày 500 mình xài cả đời mà, mình mua về sau này mình có sơn mình cứ để đó mình cất đi thôi, muốn mình sơn tiếp đó. Nãy giờ là được 2 phút 25 rồi, Kỳ đang đi nước 2 luôn á mấy anh. Thì cái này sơn 10 cái đầu tiên này thì em không có cắt video để cho mấy anh coi là tầm bao nhiêu phút là xong 10 cái ha. Gần 3 phút. Được chưa? Nãy trừ hao 7 giây hay 10 giây là đúng 3 phút đó nha. 3 phút 10 cái. Để anh Kỳ câu rê 10 giây mà. Đó xong rồi nha mấy anh. Đó, 3 phút là được 10 cái. Siêu nhanh luôn. Thì anh em nào muốn sơn rời thì em chỉ cho cách này sơn nhanh. Ok, giờ thì mình sơn hết cái đống kia luôn bao nhiêu phút. Giờ em ngắt cái khúc này, giờ bỏ hết, giờ lấy xuống đây Kỳ, lấy xuống chỉ mấy anh lấy, thì mấy anh lấy, mấy anh nghiêng cái mấy anh lấy xuống thôi. Đó, mấy anh cất vô thôi. Rất là nhanh và đơn giản. Quay sát cho mấy anh coi nè. Đó, nó lóc hết nè, cứ lấy đi kìa. Đó. Mấy anh lấy xuống mấy anh thay lượt mới lên thôi. Mấy anh thì nó có sẵn cái lỗ đó mấy anh, chứ xếp đúng cái lỗ đó là 500 nó hút y đó thôi. Giờ quất thêm 10 cái nữa. Chắc một clip này mười mấy phút là đủ luôn mấy anh. 43 cái 3 phút thì 10 cái thì tầm 10 phút, mười mấy phút là đủ hết. Xong 43 cái, mười mấy phút. Quá nhanh. Cái này lạng quạng còn nhanh hơn cách chấm nút nữa. Ở đâu đâu nhanh bằng đâu. Bữa chấm 10 nút mà có 2 phút mấy rồi đúng không kì. Cách này vẫn thua cách chấm nút mấy giây. Nhưng mà cách này là xịt. Cái mũi giáo thì nó to hơn. Cũng nhanh đó mấy anh. Nếu mà áp dụng vô công trình mà sơn, ví dụ như mình sơn vài chục cái, hàng trăm cái nó không đáng nói. Ví dụ hàng rào nào mà sơn vài ngàn cái thì sao? Thì đó mình mới áp dụng cái cách này thì nó nhanh. Nè, giờ bắt đầu sơn ha. Đó, anh tính thời gian từ bắt đầu. Dần xuống. Thì mấy anh tự tính thời gian ra nha. Thì cái khúc này sơn lượt 2 rồi. Lượt 1 mấy anh tính thời gian ra mấy anh biết rồi. Lượt 2 này thì em quay em ngắt cho nó ngắn video cho vừa đủ thôi. Cũng đáng quay thêm lượt nữa đi. Còn cái đống kia tí nữa em ngắt. Nó còn 1 phút rồi đó. Đây qua đây luôn. Bát lắp luôn. Bây giờ tờ ơi gấp dữ kìa. Đẹp luôn. Bát lắp luôn mà phải đi hai bát mới đẹp chứ. Ừ, đi hai bát đi, mình cứ đi hai bát mình bình thường. Thì đó mấy anh tự canh thời gian nha. Bát thứ hai rồi đó.
mới có tầm 2 phút thôi, nãy em nói trong thời gian em nói hết 1 phút rồi. Bao nhanh luôn, đúng 3 phút, 3 phút là 10 cái, đúng luôn, 2 lớp. Ok, giờ để anh Kỳ sơn kia hết đi mấy anh ơi, rồi em chốt video thôi chứ. Mấy anh giờ tiếp tục sơn thêm 10 cái nữa là 30 cái nè, sơn 40 cái mấy anh ơi. Cứ 10 cái 3 phút đi 2 lớp nha mấy anh, 2 lượt, mấy anh cứ nhân lên. 40 cái thì tầm 15 phút, tính luôn thời gian xếp lên gỡ ra nữa cho 20 phút đi. Đó, 20 phút mấy anh sơn được 40 cái thì tiếng mấy anh sơn được hơn 100 cái. Nếu mà áp dụng theo cách này, cái này áp dụng cho ví dụ sau này mấy anh sơn nhiều kìa, cái sơn ít ít cũng không cần đâu. Sơn ví dụ như lỡ ví dụ mấy anh làm công trình 1.000, 2.000 cái mũi này thì mấy anh sơn về thì nhanh nè. Quay ra xong luôn 40 cái mà. Thì mấy anh cộng thời gian trong video lại nha. Một phút rưỡi thì cái này tùy vào mỗi người xịt nha mấy anh. Kỳ thì nó sơn cũng quen rồi, nó cũng làm thợ sơn cũng quen rồi á, nên nó xịt cũng nhanh. Còn có nhiều anh phun mà mới vô nghề phun nhũ chậm hơn thì nó lâu hơn xíu, nhưng mà cũng không lâu bằng cái chuyện mà để riêng sơn cầm từng cái sơn. Đó, mới 2 phút mà nó đi xong một mặt hết rồi. Video này chắc cũng được 10 mấy phút rồi nha, chắc cũng được 13, 14 phút rồi đó. Bụp xong cái này chắc lên tầm 15 phút, bụp thêm 10 cái kia nữa thì chắc tầm 3 phút nữa, gần 20 phút. Video này gần 20 phút sơn 40 cái. Nhưng mà để em về, em ngồi em cộng thời gian lại chính xác thử coi, từ lúc mình bắt đầu sơn đến lúc mà xong 10 cái, không có tính thời gian gắn lên, chứ tính thời gian gỡ đi, thì coi bao nhiêu phút là mình xong được 10 cái nha. Rồi đó, xong 10 cái ha, là mới có 2 phút 43 giây nữa. Bây giờ sơn luôn 10 cái này xong nghỉ luôn. Cùng bụp xong luôn nghỉ anh em. Là cái thứ 40. Cái điện trường mà trong trang nó có làm béo đâu mà không ta. Sơn gì anh học? Làm chuyện quá, kiếm được mấy tỷ rồi. Dạ. Rồi 10 cái này nữa là xong, 40 cái nữa mấy anh.
cho nhỏ làm nữa mấy anh ơi, mượn dây hơi nó nãy giờ. Ok, đi nước hai nữa là xong hai anh em, nó cũng vậy thôi anh em. Thì chắc em ngắt rồi xíu em quay kết thúc video cho mấy anh coi thôi. Rồi, ok mấy anh, thì kết thúc video ha mấy anh. Thì cũng sơn xong 40 cái nữa mấy anh. Thì nếu tính thời gian trong video thì mấy anh cứ cộng thời gian trong video ha. Nếu mà nhắm em nhắm tầm chắc tầm 15 phút. 15 phút thời gian sơn á là xong được 40 cái. 15 phút là xong 40 cái ha. Thì mấy anh cần thì mấy anh ra mấy anh kiếm mấy cục 500 này giống em nè, nó về làm nhanh lắm mấy anh, mình tiết kiệm thời gian nhiều thì chi phí mình hạ xuống được, tiết kiệm công á. Buổi sáng ví dụ mình sơn tầm 100-200 cái mũi giáo, mình làm chừng tiếng 2 tiếng kiểu này là xong hết rồi đó, 500 rồi mấy anh, quá trời, để cho anh Kỳ nó để dành luôn. Vài bữa có sơn mũi giáo hàng rào mà rờ giống vậy nè thì sơn luôn, còn nếu mà bắt lên sẵn thì sơn kiểu kia. Còn có mấy anh coi clip mà không hiểu vấn đề nữa lên nói kêu xong để về sơn. Ai không biết để về sơn thì nó dễ hơn rồi, nhưng mà tùy nha, mấy anh cầm từng cái thì nó lâu hơn cách này. Mấy ảnh cứ kêu xong để về sơn, lỡ ví dụ nhận hàng rào mà nó bắn sẵn thì anh sơn làm sao, đúng không? Thì đó mấy anh đó thì coi clip kỹ kỹ giùm em một cái. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha.